sao mà nó bể gì ta? Lâu quá rồi, hư rồi. Lâu quá. Bể một đạn vậy luôn rồi chạy rồi nó phải kẹt cùng đi. Có hôm chạy thì nó nóng dữ trời đó. Ừ, kẹt cũng đụng. Bố là ngon lành này phải không anh? Không biết là chết luôn. Chạy chứ nó dính đục luôn bánh. Rồi, của em nhiêu tiền?